À, chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với chuyên mục nhận định soi kèo và dự đoán kết quả tỷ số của những trận cầu tâm điểm trong thế giới túc cầu mỗi ngày trên kênh kèo bóng tôn tử. À, lời đầu tiên thì xin được uh, chúc mừng toàn thể những anh chị em ở trong các cái nhóm trên Zalo và Telegram trong hai ngày qua cũng đã có được những cái chiến lợi phẩm như mong đợi. Arsenal ở uh, đêm qua thì cũng đã có được một cái kết quả trên cả mong đợi khi đã có cái màn đòi lợ thuyết phục. Với cái chiến thắng cách biệt 4-0 ngay trên sân nhà Everest à, Liverpool thì có khó khăn hơn trong cái khoảng 2 phần 3 của thời gian thi đấu chính thức Nhưng cuối cùng thì họ cũng đã đo ván Wolverhampton với cách biệt 2-0 ngay trên sân nhà của mình Và cuối cùng thì không thể không nhắc đến đó là quỷ đỏ MU, Họ cũng đã có một cuộc lộn ngược dòng đầy thuyết phục trước búa tạo West Ham ngay trên sân nhà Trafford Với tổng tỷ số là 3-1 Dù là trận đấu có thiếu đi nhiều những cái tên quan trọng của đội hình xuất phát nhưng với cái chiến lược của vị chiến lược gia 53 tuổi Eric Ten Hag cũng không để cho người hâm mộ phải thất vọng cũng như là giới đầu tư chúng ta à, phải thán phục à, ông thầy này với cái tài cầm quân điều binh khiển tướng của mình thì Eric Ten Hag đang trở thành một cái lão phù thủy thứ hai trong lịch sử của Man Utd và à, cái cú ăn tư trong cái mùa giải này đang à, càng ngày càng có nhiều cái sự ủng hộ cho máu rồi anh em nhé quay trở lại với cái chủ đề chính của video ngày hôm nay thì uh, hôm nay trong cái giới top League chúng ta cũng chỉ có một cái trận đấu đáng mong đợi mà thôi đó là cái trận siêu kinh điển giữa hai đối thủ truyền kỳ mà uh, Real Madrid sẽ có một cái cuộc đón tiếp gã khổng lồ Barcelona vào lúc uh, 03 giờ dạng sáng ngày mai ngày mùng 3 tháng 3 ngay trên sân vận động uh, Santiago Bernabeu đây là trận đấu thuộc khuôn khổ uh, lượt đi bán kết cúp nhà vua tây ban nha ở cái cặp đấu đầy duyên nợ thì đã đưa họ đến với nhau sớm hơn ở cái giải đấu này vừa mới cách đây có hơn một tháng khi mà họ chạm trán với nhau ở cái trận chung kết siêu cúp tây ban nha được diễn ra ở trên cái sân trung đập thì real madrid cũng đã để thua tức tuổi với tỷ số một ba và đã nhìn đại kình địch barca lâng cúp trong cái sự bất lực nhưng mà chúng ta cũng nên biết rằng ở cái trận đấu đó thì real madrid họ cũng đã thiếu đi ba cái tên khá quan trọng trong đội hình đá chính trong đó thì tiền vệ người pháp đang ở trong cái thời phong độ đỉnh cao như emery cũng như là benzema thì cũng mới trở lại sau cái chấn thương dài nhưng khi bước vào cái trận đấu này thì cái điều đối lập đã được xảy ra khi mà bên phía đội khách barca cũng đã mất đi ba cái tiền rất quan trọng trong cái đội hình đã chính trên hàng công đó là tiền đạo perri Dembele và chân sút chủ lực là lewandowski và đây cũng là cái trận đấu được cho là khó khăn nhất của các không nổ barca khi đối đầu với đại kình địch real madrid trong cái khoảng thời gian gần đây anh em nhé với cái lệ thể, lợi thế sân nhà làm đòn 7 cũng như là cái đội hình mạnh mạnh nhất lúc này hơn nữa thì họ cũng đang có một cái phong độ rất cao khi đang có cái mạch 6 trận liên tiếp bất bại trên mọi đấu trường thì đang hứa hẹn sẽ đem đến niềm vui chiến thắng cho người hâm mộ của kèn kèn trắng với mức cái kèo chấp là 0.5 trên sân vận động Santiago Bernabeu anh em nhé và theo như thống kê chúng tôi có được lúc này thì đang cho thấy trong 8 lần tiếp đón Barcelona trên sân nhà tính từ cái giai đoạn 2017 đến năm 2022 thì Real Madrid đã có 6 lần xếp chiếu trên. Tuy nhiên mà cái kèo chấp thị trường châu Á họ đề ra ở những cái trận siêu kinh điển đó thì chỉ có dao động từ cái chấp chấp bóng là bằng bóng với cái điểm ăn cao cho đến cái phần chấp là âm 1/4 trước giờ bóng lăn mà thôi. Nhưng cái lần uh, tái đấu với uh, Barcelona sắp tới thì Real Madrid họ lại chấp đến 1/2. Uh, kèm theo cái mức kèo chấp phụ lên đến âm uh, 3/4. Với những cái thông tin kể trên thì uh, đang cho thấy Real Madrid họ cũng đang nhận được nhiều cái tin tưởng của giới mộ điệu vào cái uh, khả năng giành chiến thắng trên sàn giao dịch của trận đấu này. Kể từ khi kết thúc World Cup 2022 thì uh, kèn kèn trắng cũng đã gặp nhiều bất lợi khi các cái trụ cột của họ uh, liên tục gặp chấn thương. Hơn thế thì cái thời gian tiếp đó của đoàn quân huấn luyện viên Ancelotti còn liên tục phải căng sức với những cái giải đấu như là La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha, Cúp nhà vua và FIFA Club World Cup. Vì thế mà họ không thể tập trung vào mọi cái đấu trường được. Nhưng mà lúc này thì lịch thi đấu cũng đã bớt dày hơn. Khi mà Real Madrid cũng đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều trong cái khoảng thời gian gần đây. Vô địch FIFA Club World Cup là một cái điều đang chứng thực là họ đang trên cái đà tiến lên Và họ cũng đã có 6 cái trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường Thì điều này cũng đang cho thấy là cái sự đáng sợ của kèn kèn trắng dành cho các đối thủ đã quay trở lại Hơn nữa thì tại Champions League thì Real Madrid cũng đã đại thắng 5-2 ở cái trận lượt đi vòng 1-8 ngay trên sân nhà của Liverpool nên là họ cũng đã khá yên tâm cho cái trận lượt về ở sân nhà của mình và cái điều quan trọng hơn hết là lực lượng của Real Madrid lúc này cũng trong cái thời kỳ là tốt nhất. Khi không có một cái cầu thủ nào chủ lực của họ phải lo lắng về vấn đề sức khỏe anh em nhé. Ở bên kia chiến tuyến thì ở cái trận đấu này Barcelona sẽ thiếu vắng ba cái cầu thủ tấn công tốt nhất vì chấn thương là Dembele, Robert Lewandowski và Perri. Và cái điều tồi tệ hơn với gã khổng lồ là đã để thất bại 1-2 trước MU trên sân trên sân Old Trafford và họ cũng đã bị loại khỏi cái Europa League rồi. Không những thế mà Barca cũng đã tiếp tục gây thất vọng với cái thất bại 0-1 trước Emeria tại La Liga vào cái hôm 27 tháng 2 cuối tuần vừa qua. Phong độ của họ cũng đang bị xuống dốc khi 4 trận gần đây gã khổng lồ xứ Catalan đã để thua 2, hòa 1 và thắng có 1 mà thôi. Và à, họ cũng để thua kèo 3 trên 4 cái trận đấu này với những cái gì họ đã thể hiện trong khoảng thời gian gần đây thì rõ ràng Barca đang không phải là cái kênh đáng để chúng ta đầu tư ở trận đấu này anh em nhé. Và với cái đội hình dự kiến theo như chúng tôi cập nhật lúc này thì cả hai đội bóng họ đều chơi với cái sơ đồ là 4-3-3. Nhưng sẽ đối lập nhau khi mà đội chủ nhà Real Madrid họ sẽ chơi cao hơn với cái nhịp tấn công nhanh hơn. Còn phía đối diện là Barca thì với cái tâm thế là đội khách lại không có đủ nhân lực trên hàng công thì chắc chắn họ sẽ phải chơi thấp và chủ động phòng ngự nhiều hơn. Cái thế trận nhiều khả năng sẽ được dành nhiều cho Real Madrid. Và đương nhiên là với cái hàng công tốt nhất mà kèn kèn trắng đang sở hữu lúc này. Như là uh, Toni Kroop, uh, Tuemari, uh, Luka Muric, Venaren, uh, Benzema hay là Vinicius. Thì họ sẽ gây ra nhiều cái sức ép cho khung thành của cầu gôn bên phía Barca. Và bàn thắng sẽ đến với Real Madrid chỉ là một cái vấn đề thời gian thôi anh em nhé. Và như chúng ta cũng đã chứng kiến là mỗi khi hai cái đại kình địch này gặp nhau thì tỷ lệ tài ở cái trận đấu lỗ sẽ là rất cao. Chỉ trong cái khoảng thời gian gần nhất mới đây là từ ngày 16 tháng 10 năm 2022 đến ngày 16 tháng 1 năm 2023 thì họ cũng đã có hai lần chạm mặt và hai trận này đều có chung một kịch bản nổ tài khi mỗi trận họ đều có bốn bàn thắng được ghi cho cả hai đội bóng. Với những cái nhận định mà chúng tôi đã đưa ra bên trên cho anh em thì cửa trên Real Madrid chấp 0.5 bóng cho cả trận cũng như chấp 0.25 bóng cho hiệp 1 sẽ là một cái sự lựa chọn tối ưu nhất để cho anh em có thể cân nhắc ở trận đấu này còn về cái phần tài xỉu nhà cái đang để là tài 2.5 cho cả trận và 1 cho hiệp 1 thì với cái lối chơi không chịu kém cạnh khi đang là đại kình địch của nhau thì một cái trận đấu lỗ tài sẽ được xảy ra ngay trên sân vận động Santiago Bernabeu vào lúc 03 giờ đêm nay anh em nhé và tay ở hai cái mã kèo này cũng là sự lựa chọn để anh em có thể cân nhắc. Nhưng mà tuy nhiên thì lúc này vẫn còn là rất sớm, các cái mã kèo cũng như là cái đội hình ra sân của hai đội bóng có thể sẽ được thay đổi khi sát giờ bóng lăn. Khi mà cập nhật được cái đội hình ra sân của hai đội bóng thì rất có thể chúng tôi sẽ chỉ khuyến khích anh em chơi trong nhóm đi mạnh tay những cái mã kèo góc hoặc là kèo thẻ mà thôi. Và anh em trong nhóm thì cũng biết là cái kèo góc và kèo thẻ là những cái kèo gần đây mà chúng tôi cho anh em chơi mạnh nhất vì có thể liên quan đến nhiều cái thông tin mật lên kèo chấp bóng hoặc là kèo tài xỉu của trận đấu sẽ được chúng tôi lật kèo khi mà đội hình ra sân và có thể cay thay đổi cái cách chơi cho tất cả anh chị em bằng những cái kèo khác đội ngũ của chúng tôi làm việc thì rất là rõ ràng và luôn tâm huyết đề cao trách nhiệm khi đồng hành cùng với anh em trong nhóm ở mỗi trận đấu với những cái chuyên gia cũng đã từng chơi qua cái bộ môn này lâu năm thì sẽ dám khẳng định sẽ đem về cho quý anh chị em những cái lần ra vào kèo hợp lý trong mỗi trận đấu và đảm bảo là anh chị em luôn có được cái niềm vui chiến thắng sau mỗi trận đấu anh em nhé. Và đặc biệt hơn là khi mọi người tìm đến đội ngũ của chúng tôi thì cũng đừng bao giờ nhắc đến cái chuyện thu phí bán kèo hay là lọc lá sau mỗi cái trận đấu. Chỉ cần anh chị em thiện chí muốn đồng hành cùng với chúng tôi thì bất kỳ ai cũng có thể vào nhóm để nhận được cho mình những cái mã kèo chất lượng anh em nhé. Và nếu như ai đang tin tưởng tôn và muốn được tư vấn trực tiếp trong các cái trận đấu ở cái làng đấu túc cầu thì hãy liên hệ cho tôn vào zalo 0924858993 hoặc telegram a còng kèo bóng tôn tử cho mình tôn cùng với những chuyên gia trong cái ekip sẽ tham vấn cho tất cả anh em những cái mã kèo chất lượng nhất trước giờ bóng lăn của các cái trận đấu anh em nhé và những cái điều cần chia sẻ thì tôn cũng đã nói hết cho anh em rồi thông tin cần thiết của trận đấu thì tôn cũng đã trình bày hết trong video À, bây giờ thì à, tôn cũng xin phép được kết thúc video ở đây thay mặt anh em trong ekip Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi hết video của mình à, chúc cho anh em luôn có một cái cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và sẽ đại thắng trong những trận cầu mà anh em đang quan tâm à, trước khi anh em rời khỏi video thì à, anh em cũng đừng tước gì một cái lần ấn like để góp phần ủng hộ cho tôn cùng với những đội ngũ của chúng tôi và mọi người cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và nhấp chuông thông báo để có thể nhận được những cái mã kèo chất lượng trong những lần video tiếp theo của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những lần video tiếp theo.